Bất tự thử gian chúng sanh Sanh tử hải trung Đầu xuất Đầu một Triển chuyển ác đạo Khổ thú thời trường giả Không như thế gian này Chúng sanh trong thế gian này Lục đạo luân hồi là biển cả sanh tử Đầu xuất là giống như quý vị ở trong biển ngoi đầu lên hít một hơi không khí trong lành đó là gì tam thiện đạo lập tức chìm xuống do vậy trong lục đạo quý vị nhất định phải biết thời gian trong thiện đạo rất ngắn thời gian trong ác đạo rất dài quý vị thấy trong thiện đạo tạo bao nhiêu ác nghiệp vào trong ba ác đạo tiêu sạch những nghiệp ấy rồi quý vị mới thoát ra Lúc thoát ra lại tạo ác Thời gian thoát ra ngắn ngủi, Thời gian tạo tác ác nghiệp thì nhiều Lại đọa xuống Vì thế Nhà của chúng sanh trong lục đạo ở đâu? Nhà ở trong tam ác đạo Thoát khỏi tam ác đạo là lữ du Là đi ngắm cảnh Lần này đi ngắm cảnh Gặp gỡ Phật Pháp Thu thắng khôn sánh Nếu quý vị có thể thật sự nắm vững Sẽ vĩnh viễn rời tam ác đạo Vĩnh viễn vượt thoát lục đạo luân hồi Đó là đúng Nếu chẳng thể nắm vững cơ duyên này Nhất định phải biết Quý vị vẫn tiếp tục trong lục đạo vẫn phải tiếp tục chờ đợi trong tam ác đạo thời gian chờ đợi vô cùng dài khổ chẳng thể nói nổi thật sự giác ngộ điều này mới thật sự phát bộ đề tâm thật sự chịu niệm phật thật sự chịu buông xuống trên con đường bồ đề phải dựa vào chính mình chính mình chẳng thật sự phát tâm thật sự phát nguyện phật bồ tát đều chẳng giúp được thật sự phát tâm sẽ cảm động chư phật bồ tát chư phật bồ tát đại từ đại bi tìm đến chúng sanh hữu duyên hữu duyên là gì thật sự phát tâm phát nguyện là người hữu duyên Nguyện tâm ấy không dấy lên nổi. Chân tâm chẳng phát ra được. A Di Đà Phật dẫu từ bi cũng chẳng có cách nào giúp đỡ quý vị.